Em thì trước đây em có chồng rồi và chồng em mất cách đây 8 năm rồi. Hiện tại thì em đang có một bé gái là năm nay học lớp 4, 9 tuổi ạ. Em lập gia đình năm em 20 tuổi, 21 tuổi sinh con thì năm 23 tuổi là em quá chồng rồi. Còn trong thời gian 8 năm nay thì cũng có mở lòng, cũng muốn quen thêm một người nào đó, nhưng mà chắc là do chưa có hợp cho nên là chưa có đến được với nhau thôi. Em bây giờ một mình phải bươn chải nuôi con gái ha. Dạ. Người ta có con rồi đó, em thấy sao? Cái chuyện đó chắc em với bạn nữ sẽ trao đổi thêm một chút á. Rồi, Dạ vâng. có ngại vụ gì người ta có con không? Dạ không. À rồi, để tôi qua tôi coi coi sao nha. Tình hình coi. Dạ không, mà Chào nó không chú. chắc chắn lắm nè. Đất ơi. Mẹ đơn thân này hả? Muốn lấy chồng liền chưa? Cũng muốn muốn rồi ạ. Muốn muốn.